Xin chào tất cả các bạn, mình tên là Kim Trinh. Chào mừng các bạn ngày hôm nay đã quay lại với kênh của Mr. Zero. Năm 2012, trong một pha lao ra phá bóng, trung vệ Arsenal mất đà và lao vào nữ trọng tài biên. Sau khi va vào Marseille, Vermaelen vòng tay ôm eo nữ trọng tài để giữ thăng bằng. Ban đầu, nữ trọng tài Marseille nở nụ cười khá tươi để che giấu sự bối rối, nhưng sau đó camera ghi lại được cảnh cô đứng ngẩn ngơ, có vẻ khá ngượng ngùng vì sự cố nhạy cảm này. Cùng điểm lại những pha tấu hài cực mạnh của các trọng tài trên sân thể thao. Và các bạn đừng quên đăng ký kênh thứ hai được đặt ở phần mô tả để ủng hộ cho bọn mình nhé. Trong những ngày gần đây, cụm từ tấu hài đang ngày trở nên thông dụng hơn để nhằm miêu tả những người tạo nên sự hài hước mà người ta không nghĩ nó lại xuất hiện. Nhất là trong các môn thể thao, khi chỉ cần một vận động viên diễn hài thay vì thi đấu, họ sẽ ngay lập tức trở thành chủ đề châm biếm và giễu cợt của rất nhiều người. Đó là với người chơi, nhưng ngay cả với các trọng tài, những người nổi tiếng là phải nghiêm túc mọi lúc mọi nơi. Họ cũng có những thời điểm tạo ra tiếng cười giải trí rất sảng khoái cho tất cả. Hãy cùng chúng tôi điểm lại top những pha tấu hài cực mạnh của các trọng tài trên sân thể thao ấn tượng nhất. Một điều rất khó tin là trong một trận đấu bóng đá, trọng tài chính lại có thể liên tiếp rút ra những chiếc thẻ đỏ dành cho cầu thủ của cả hai đội. Từ cầu thủ đá chính trên sân cho đến những người ngồi dự bị, ông vua áo đen đều không thương tiếc cho họ đi tắm sớm. Tổng cộng đã có tất cả là 6 tấm thẻ đỏ được rút ra. Qua đó để thấy đây là một vị trọng tài rất nghiêm khắc và không chấp nhận bất cứ một hành vi sai lệch nào đến từ các cầu thủ. Một tình huống hài hước đã xảy ra trong một trận đấu bóng rổ. Một cầu thủ bóng rổ đã thực hiện đường chuyền cho đồng đội của mình ở vị trí thuận lợi. Nhưng không biết có phải vì ngứa tay hay không, hay muốn góp vui cho không khí trở nên sôi động hơn mà trọng tài chính điều khiển trận đấu đã lao vào bất thình lình và có pha úp rổ cực kỳ chuẩn xác. Có thể ông này muốn chứng minh rằng tài nghệ chơi bóng rổ của mình không hề thua kém bất kỳ một vận động viên chuyên nghiệp nào. Trong một trận đấu của môn boxing, khi hai tay đấm đang rất tập trung vào việc thi đấu, thì khuôn mặt của trọng tài chính lại là tâm điểm của tình huống này. Thật hài hước, và với những ai theo dõi trận boxing đó, có lẽ họ cũng không thể nhịn nổi cười. Trọng tài với một vẻ mặt đầy đầy sát khí và đang ở trong tư thế sẵn sàng như thế, ông mới là người đang thi đấu chứ không phải hai tay đấm kia. Khi tiền đạo Gonzalo Higuain tung cú đánh đầu dũng mãnh tung lưới Borussia Dortmund trong một trận đấu mà đội bóng vùng Ruhr làm khách trên thánh địa Sao Paulo của Napoli, thì ở bên ngoài đường Vic, huấn luyện viên Jurgen Klopp đã thể hiện sự bực tức với ông trọng tài biên. Vẻ mặt của ông thầy người Đức lúc đó thực sự khiến người xem truyền hình phải cảm thấy sợ hãi, khi dường như ông đang muốn ăn tươi nuốt sống người đứng đối diện mình.
Một tình huống khá thú vị xảy đến trong một trận đấu. Dù không chịu sự va chạm đến từ bất kỳ ai cả, nhưng không hiểu vì lý do gì, vị trọng tài biên lại tự trượt chân rồi tự ngã một cách khá vô duyên. Trong một trận đấu bóng đá, ở một tình huống tranh chấp khá quyết liệt và lại ở tốc độ cao, một cầu thủ đã không kịp hãm lại vận tốc chạy của mình nên đã va phải và đẩy ngã trọng tài nữ từ phía sau. Điều đáng nói, đây là một trong những trọng tài nữ điều khiển một trận đấu của nam, điều không còn quá xa lạ với thời đại bóng đá bây giờ. Ai cũng biết, khi còn thi đấu, Ricardo Kaka không chỉ là một cầu thủ giỏi mà anh còn cực kỳ đẹp trai và rất thu hút các phái nữ. Trong một trận đấu, khi tiền vệ người Brazil đang thực hiện pha đi bóng, một vị trọng tài nữ đã cắt còi yêu cầu anh đứng lại. Kaka khá ngạc nhiên với động thái đó của trọng tài này và thậm chí cô này còn rút thẻ vàng ra. Có lẽ là để dọa cựu sao của AC Milan và sau cùng cô liền giơ chiếc điện thoại lên và xin một tấm ảnh chụp chung với thần tượng của mình. Tình huống có lẽ là cười không nhặt được mồm với rất nhiều người và bản thân trọng tài. Ông chắc hẳn cảm thấy rất xấu hổ với hành động đùa thái quá của một cầu thủ khi ông này đang đứng và có vẻ đang trao đổi một điều gì đó rất vui vẻ với một cầu thủ áo đỏ, thì một cầu thủ áo trắng đứng ngay bên cạnh ông đã có pha tấu hài đi vào lòng đất khi anh kéo quần vị vua áo đen này xuống trước sự bàng hoàng của tất cả mọi người có mặt xung quanh đó. Vừa rồi là top những tình huống tấu hài cực mạnh của các trọng tài trên sân thể thao. Hãy nhớ nhấn like và subscribe để tiếp tục ủng hộ kênh trong thời gian tới. Xin kính chào và hẹn gặp lại ở những video tiếp theo.